Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chèn logo chữ ký vào ảnh bằng Facebook và qua app Pizza. App Pizza thì có biểu tượng như mình đã khoanh ở trên màn hình nhé. Mình sẽ vào Zalo để tải cái ảnh chữ ký. Sau đó mở app. Khi mở app thì các bạn sẽ thấy có cái dấu cộng tím trên màn hình thì mọi người chọn vào nhé. Ở đây mọi người có thể chọn phần tất cả album hoặc là xem tất cả ảnh. Đây mình chọn phần tất cả album thì mình sẽ chọn ở phần gần đây. Sau đó chọn xem tất cả. Ở đây thì mình sẽ chọn ảnh nền và các bạn thì sẽ chọn cái mà mình muốn chèn. Đến phần này thì mình sẽ tắt quảng cáo đi ạ. Phần phía dưới thanh công cụ thì các bạn sẽ kéo sang bên trái và chọn giúp mình thêm ảnh. Tiếp tục mọi người chọn ảnh chữ ký. Sau đó mọi người có thể điều chỉnh to nhỏ này, xoay trái xoay phải nhé. Và mình sẽ tích một điểm bất kỳ ở trên cái ảnh. Sau đó thì nó sẽ hiện ra cái mũi tên tải xuống thì các bạn chọn vào là được. Như vậy là xong rồi ạ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chèn bằng Facebook nhé. Đầu tiên thì các bạn vào trang cá nhân của mình và tải ảnh lên bình thường. Cũng chọn ảnh sản phẩm của mình. Phần chỉnh sửa. Chọn tiếp phần nhãn dán như mình khoanh. Chọn phần ảnh. Phần này các bạn chọn chữ ký là ok. Các bạn cũng có thể điều chỉnh to nhỏ hoặc là xoay trái xoay phải nhé. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong hai cách chèn ảnh qua Facebook và qua app Pizza rồi ạ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu bạn nào cần làm logo chữ ký thì có thể liên hệ với mình.